Và kính thưa quý vị, người cha Việt Nam hiến tặng giác mạc của con trai cho Đài Loan. Đây là tin từ Đài Bắc, Đài Loan. Vào ngày 14 tháng 7, cha của một sinh viên Việt Nam tại Đài Loan đã quyết định tôn vinh tình yêu cuộc sống của con trai ông bằng cách hiến tặng giác mạc của người con trai sau khi chàng trai trẻ này qua đời vì tai nạn vào tháng 5 vừa qua. Theo tin từ CNA, dù người Việt có xu hướng giữ thi thể nguyên vẹn, nhưng người cha lại có lối suy nghĩ khác hơn người cha hy vọng sẽ hiến tặng tất cả các bộ phận cơ thể của chàng trai trẻ. Nhưng cuối cùng, chỉ hiến tặng giác mặt của anh vì các vấn đề pháp lý có liên quan đến việc hiến tặng của các công dân ngoại quốc. Ông Liao Hinte, là trưởng khoa quan hệ quốc tế và quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan, cho biết sinh viên này đang theo học tại Đại học Khoa học và Công nghệ Minh Sinh ở quận Xinchu, nơi vô tình rơi khỏi tòa nhà trong chuyến thăm bạn bè vào cuối tháng 5. Ông Liao cho biết sinh viên 21 tuổi họ Phạm đã được đưa đến bệnh viện để cấp cứu và trường liên lạc với gia đình của anh Phạm ở Việt Nam để thông báo với họ về vụ tai nạn nói trên. Do các hạn chế đi lại liên quan đến đại dịch Covid-19, cha của anh Phạm chỉ có thể đến Đài Loan vào ngày 10 tháng 6 với sự can thiệp từ văn phòng đại diện của Đài Loan tại Việt Nam. Người cha được cách ly tại nhà trong 14 ngày sau khi đến nơi và không thể nhìn thấy con trai của ông người bất tỉnh và nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt kể từ vụ tai nạn cho đến khi thời gian cách ly kết thúc kính thưa quý vị